Ngay chiều hôm đó, Thượng sĩ X báo cho tôi lên phòng hành quân của Mỹ để nghe thuyết trình lệnh hành quân tối nay. Sau khi nghe thuyết trình và nhận bản đồ hành quân, có một trung úy người Mỹ đến bắt tay tôi. Ông tự giới thiệu là trưởng ban tiếp liệu của tiểu đoàn Mayfox này. Ông này hướng dẫn tôi xuống kho để nhận quân trang. Quân trang gồm có một khung nhôm, ba lô không thấm nước, mền dù, vải ni lông, phong xô, hai bánh thuốc nổ C4, một túi ngủ lông chim, dây ba chạc dính chung với dây táp, có bốn túi lớn, một súng cạc pin, một lưỡi lê, sáu băng đạn trái me, 120 đạn rồi, bốn quả lựu đạn M26, bốn bi đông có bốn ca sắt US, một địa bàn và một bọc thuốc cá nhân, một cây cuốc, một cây dao rừng dài, một súng con 45, sáu băng đạn, hai bộ đồ rằn ri, nón vảy rừng, giày vớ, khăn màu vàng, đồ lót và 6 ngày lương khô. Tôi nhìn đống đồ, không biết phải làm sao để mang về. May sao có một chú lính nhóc con chạy vô bảo: đại đội trưởng Tống Trăng bảo em theo ông thầy cho có bạn. Tôi đồng ý ngay và cậu ta trải phong xô ra, bỏ tất cả vào một bọc khổng lồ, đi trước vài phòng. Trung úy tiếp liệu Mỹ hỏi tôi muốn uống rượu hiệu gì vì hành quân lạnh lắm. Tôi cố uống rượu bao giờ đâu mà biết hiệu gì. Lúc đó tôi thấy trên bàn có chai rượu có in hình hai con chó trắng và đen. Black and White, tôi chỉ đại. Ông ấy đưa cho tôi và nói: "Ha, mày giống tao, khi tiếp tế hành quân tao sẽ gửi cho." Về đến phòng, chú lính nhóc tự giới thiệu: "Em tên Ngọc, sau khi xuất dòng tu công giáo, gia nhập Mayfox gần một năm." Cậu ta khéo léo sắp xếp quân trang quân dụng theo đúng lối Mayfox xong. Tôi nhấc thử lên, tôi muốn té sấp vì ba lô nặng gấp 5 lần ba lô ở quân trường Thủ Đức. Luật lệ ở Mayfox, không ai mang giùm ai khi đi hành quân. Khi đóng quân, mọi người tự đào hố cá nhân dù bất cứ cấp bậc nào. Khoảng 6 giờ chiều, đại đội ra sân bãi bên hông trại. Đại đội trưởng Tống Trân xếp toán cho lính ông. Tôi và Ngọc mang hành trang theo hàng quân ra sân bay. Tại sân bay, Trung Quý Ly nói tôi để quân trang xuống cho ông ta khám. Tôi lấy làm lạ, nhưng vẫn cứ để xuống cho ông ta moi ra khám. Xong, ông Ly bảo toán Việt Nam qua khám toán Mỹ. À, thì ra hai toán Mỹ-Việt khám quân trang quân dụng lẫn nhau. Ai thiếu món gì cũng bị phạt 500 đồng Việt Nam. Sau khi hai toán khám cho nhau xong, thì cả hai toán Mỹ Việt qua khám ba lô lính đại đội. Vừa nhìn qua đại đội, tôi thật hết sức ngạc nhiên. Trời đất quỷ thần ơi, cả một vùng nhang khói mù mịt, nòng súng nào cũng có một cụm nhang cháy đỏ rực. Tôi tưởng như mình đang đi lăng ông ngày Tết. Cả toán Mỹ Việt cứ tỉnh bơ khám quân trang lính. Ngọc bảo tôi, người nùng trước cuộc hành quân họ đốt nhang cúng. Đại đội trinh sát chỉ có 5% người Kinh. Khi khám quân trang lính tôi mới biết họ còn mang nặng hơn chúng tôi. Ngoài những gì phải có y như chúng tôi, họ còn phải mang thêm một trái đạn cối 60 ly, một mìn Claymore, một dây đạn đại liên M60, 5 trái mìn gài cá nhân nhỏ bằng nắp đèn pin. Khoảng 4 giờ sáng, một đoàn 5 chiếc trực thăng Chinook đến bốc chúng tôi lên vùng hành quân. Đoàn trực thăng có 4 chiếc Cobra võ trang hậu tống. Bài đáp được mở bằng pháo binh Mỹ để chúng tôi xuống an toàn. Vùng hành quân ở Đắc Tô, cách khoảng Tân Cảnh 20 km. Đơn vị chia làm 3 cánh quân, trung sĩ Nhất Tuân và 2 hạ sĩ quan Mỹ theo cánh bên phải. Trung sĩ Nhất Nguôi và 2 hạ sĩ quan Mỹ khác theo cánh bên trái. Tôi, Thượng sĩ Nhất Ích, Trung Quý Ly và 2 hạ sĩ quan Mỹ theo cánh quân giữa. Đại đội trưởng Tống Trân đi trong cánh quân này. Đây là cánh tiền thám sẽ đi lên trước. Sau khi cơm nước vừa xong khoảng 10 giờ sáng, L-19 báo cho biết hướng Tây Bắc có địch và hướng Tây Nam có quân bạn trực thuộc trại Đắc Tô đang hành quân. Cả đại đội di chuyển qua khỏi một triền đồi. Khoảng 12 giờ trưa, toán viện thám tra hiệu ngừng để bố trí vì phát giác có toán tiền thám của Việt cộng bên kia triền núi.
Cả ba cánh quân bố trí cách nhau khoảng 1 km đường chim bay. Khoảng 30 phút sau, trên tuyến đầu, tiếng mìn Claymore và tiếng súng đủ loại nổ rền. Việt Cộng dùng cối 81 và 61 ly pháo vào đội hình chúng tôi dữ dội. Trung úy Ly gọi máy sinh hỏa lực yểm trợ. 4 chiếc Cobra đến bắn phá các mục tiêu đã được chỉ định trước. Vì thế chỉ 10 phút sau, hỏa lực súng cối Việt Cộng im bớt. Cùng lúc pháo binh 155 ly yểm trợ chính xác, nên cánh quân tiền thám tạm yên. Tuy nhiên, lúc đó cánh trái báo cáo chạm địch mạnh nên chúng tôi ào ạt xung phong xuống sườn đồi để tiếp viện. Tôi đứng thẳng người hô xung phong rồi cầm súng lao thẳng xuống bất chấp gai góc và đạn bắn như mưa, cùng pháo địch nổ làm cây cối đổ trên đầu tôi. Khi tạm yên, tôi lặng người hồng vía đi đâu mất vì đây là lần đầu đụng trận. Vì đây là lần đụng trận đầu tiên trong đời lính, tôi chẳng biết gì đến việc chỉ huy. Tôi đang ngẩn ngơ thì nghe tiếng chú Ngọc. Ông thầy xung phong hăng quá, em chạy theo muốn đứt hơi. Ông thầy để em xem vết thương ra sao. Lúc đó tôi mới tỉnh hồn và nghe rần rần bên hông. Nhìn xuống thì thấy máu chảy ướt cả vạt áo và ống quần. Ông thượng sĩ quân y Mỹ đến cắt ống quần và coi vết thương. Cũng may vết thương chỉ rớt bên hông và đùi trái. Băng bó xong thì cầm máu. Trung Quý Ly cũng bị thương ở cánh tay nhưng không nặng. Khi máy bay tản thương đến, Ly không chịu tản thương. Ông bảo tôi lên máy bay tản thương, nhưng tôi cũng cương quyết từ chối vì tự ái dân tộc. Trong hai toán lực lượng đặc biệt Việt Mỹ, chỉ có một trung sĩ nhất Mỹ ở toán tiền thám bị đạn xuyên bụng, là người bị thương nặng nhất. Khi trực thăng tản thương và hộ tống vừa bay khuất, thì cánh quân bên phải lại báo chạm địch. Thế là phải thêm một phen băng qua tiếp viện. Khi tôi đang leo lên, băng qua một tảng đá to, bất thình lình có một cận quân cố chạy thoát gần sát tôi. Tôi quảng kinh đưa súng ngay hắn bóp cò, nguyên băng đạn hất tên Việt Cộng ngã xuống chết liền tại chỗ. Và tự nhiên ngay sau đó tôi cảm thấy vững bụng tự tin hơn. Thấy trận yên ổn, sau khi tản thương xong, ba cánh quân bố trí trên ba ngọn đồi. Trong rừng núi biên giới, mới 5 giờ chiều trời đã sẩm tối. Bây giờ mới nhận báo cáo của các cánh quân. Cánh trái hạ 10 Việt Cộng bắt sống 4. Cánh phải có 18 Việt Cộng chết tại chỗ, bắt sống 8 tù binh. Cánh giữa do Đại đội trưởng Tống Trân đi tiền thám hạ 22 Việt Cộng, không có tù binh. Bên đại đội Mây Phọt không có tử thương, nhưng có 46 bị thương nặng nhẹ đã được tản thương. Tối hôm đó khoảng 10 giờ, Đại đội trưởng Trân báo cáo, cả 12 tù binh đều đã tử nạn. Ông Trân nghe tin có 3 lính tiền thám chết trên đường tản thương, nên ông xử luôn các tù binh để trả thù cho lính của ông. Đêm đó chúng tôi được lệnh dọn bãi đáp để trực thăng bốc đơn vị về Pleiku dưỡng quân, thay vì tiếp tục hành quân 3 tháng như kế hoạch hành quân ban đầu. Khi về tới trại, điểm danh và kiểm soát quân trang quân dụng xong, cả hai toán lực lượng đặc biệt Việt Mỹ cổng tôi và Trung Quý Ly xuống câu lạc bộ để ăn mừng chiến thắng và tuyên dương công trạng. Trong thâm tâm tôi cảm thấy mắc cỡ quá, nhưng đành chịu. Ngay khi đó, Trung tá Phòng và Đại tá người Mỹ đến gắn huy chương cho các binh sĩ hai toán lực lượng đặc biệt Việt và Mỹ. Đại tá chỉ huy trưởng C2 Hoa Kỳ lấy làm thích thú. Khi Mây Phọt lần đầu tiên có toán lực lượng đặc biệt Việt Nam phối hợp hành quân, ông bàn với Trung tá Phòng bổ sung thêm sĩ quan và hạ sĩ quan Việt Nam cho tiểu đoàn vì còn 5 đại đội chưa có cán bộ Việt Nam. Trung tá Phòng đồng ý và sau ít phút chung vui với chúng tôi, hai ông ra về. Đơn vị được nghỉ dưỡng quân 15 ngày nên tôi nhân cơ hội này bay về Sài Gòn thăm gia đình và trông chơi với bạn bè, khoe huy chương và câu chuyện nổ còn hơn pháo Tết. Đến khi trong túi chỉ còn tiền đi taxi lên phi trường, tôi đến quầy vé hàng không quân sự Mỹ để xin phương tiện về Pleiku. Giai đoạn này, lực lượng đặc biệt được ưu tiên. Khi về tới Pleiku, không kịp thay đồ thì có điện thoại của Bộ Chỉ huy C2 bảo qua đón ship mới. Tôi lật đật lái xe qua Bộ Chỉ huy. Vừa vào cửa, tôi thấy một thiếu tá, dáng người cao lớn, rất đẹp trai.
đang nói chuyện với chỉ huy trưởng bằng giọng Huế. Tôi liền được giới thiệu, đây là thiếu tá Tôn Thất Thuận, anh hùng của biệt kích 81 nhảy dù về C2, thay cho thiếu tá Âu đi làm quận trưởng ở vùng 4. Tôi đưa thiếu tá Thuận về toán A164 bàn giao với thiếu tá Âu. Sau đó tôi đưa ông qua giới thiệu với trung tá lực lượng đặc biệt Mỹ. Lúc này tôi nhớ vào khoảng tháng 5 năm 1967. Sáng hôm sau, tôi lại được lệnh qua bộ chỉ huy C2 để nhận thêm lính mới. Khi qua tới văn phòng chỉ huy trưởng, tôi thấy lấu nhấu người. Tôi nhận ra ngay hai tên bạn cùng khóa là Thạch Thoan và Hồ Túc Tùng. Ngoài ra còn có ba ông chuẩn úy khác là Lộc, Phước và Tuyến. Tôi đưa năm ông sĩ quan về trước. Xe của bộ chỉ huy đưa 25 hạ sĩ quan về sau. Những ông này cấp bậc từ trung sĩ nhất trở lên. Tôi còn được biết các hạ sĩ quan này là vua Ba Gai, nên các toán A trả về bộ chỉ huy để bổ sung cho May Fox. Sau khi những sĩ quan và hạ sĩ quan mới về, trình diện đông đủ, tôi đưa tất cả lên trình diện thiếu tá Thuận. Tôi cũng theo đúng thủ tục, đưa tất cả qua toán A Hoa Kỳ để giới thiệu. Tất cả 7 sĩ quan và 32 hạ sĩ quan lực lượng đặc biệt Việt Nam đều thuộc toán A164. Từ đó chúng tôi chia nhau theo các đại đội đi hành quân liên tục cho tới tháng 8 năm 1968. Sau hơn 18 tháng phục vụ tại tiểu đoàn May Fox, chúng tôi được ưu tiên xin thuyên chuyển đi các đơn vị khác trong vùng. Do đó đến đầu tháng 8 năm 1968, trung tá phòng cho đưa đến văn phòng của toán 164 một toán khác để thay thế đồng thời trưởng ban một đặc lệnh thuyên chuyển. Một toán B-17 do đại quý Lê Hoàng Hạc chỉ huy gồm có 5 sĩ quan và 25 hạ sĩ quan chuyển từ C-4 ra C-2 để bổ sung cho May Force. 2. Giải tán toán A-164 bổ sung quân cho B-17 và thiếu tá Tôn Thất Thuận làm B trưởng và đại quý Hạc B phó. 3. Các sĩ quan của A-164 được phân bổ như sau. Tôi về B-11 ở Quy Nhơn, do thiếu tá Từ Vấn làm B trưởng, Thạch Thoan về trung tâm hành quân Delta, Hồ Tuất Tùng về trại Tân Rai, Lộc về May Phọt C3, Phước và Tuyến thì tôi không nhớ về đâu. Tôi trình diện B-11 được hơn một tuần thì nhận sự vụ lệnh về trình diện trại Vĩnh Thạnh thuộc toán A-120, thay cho chuẩn quý phi, trực thăng đưa tôi vào trại. Từ trên không nhìn xuống, trại nằm trên đồi, trong lòng chảo, đường ra quốc lộ hẹp như cái cổ bình. Dưới sườn đồi là sông Ba, đầu nguồn là một ngọn núi thẳng đứng cao cả 1.000 mét. Không có đường lên, gọi là hòn dựng. Tôi vào hầm chỉ huy trình diện đại quý Nguyễn Mộng Hùng, trưởng toán A-120. Sau đó tôi được giới thiệu cho cả toán. Các trại lực lượng đặc biệt dân sự chiến đấu đều được xây dựng dưới mặt đất và có giao thông hào ngầm nối từ nơi này đến nơi khác trong trại. Tôi còn nhớ toán ba, thượng sĩ nhất là Tăng, Mai và Tri. Trong 8 trung sĩ nhất, tôi chỉ còn nhớ tên trung sĩ nhất Minh. Những trung sĩ nhất còn lại tôi không nhớ tên. Ngày hôm sau có thêm chuẩn quý Thắng về coi an ninh trại. Trại Vĩnh Thạnh là trại thí điểm, không có toán Nga lực lượng đặc biệt Mỹ nhưng tiếp liệu cũng giống như các trại có toán Mỹ. Hàng tháng, toán Mỹ vào phát lương cho dân sự chiến đấu. Vĩnh Thạnh bị Việt Cộng chiếm đóng gần 10 năm. Nay, lực lượng đặc biệt vào giải tỏa, lập trại nên trưởng trại kiêm luôn quận trưởng. Tôi là phó toán kiêm luôn phó quận. Nên hành quân về tôi lo luôn hành chánh. Nào ký giao dịch buôn bán nhà cửa đất đai heo bò, nào lo khai sanh hung thú, khai tử xe cộ. Quý vị thấy nhóc con quay phong chưa? Ở quận Vĩnh Thạnh có 4 xã và hơn 10.000 dân. Chợ, nhà thờ, công giáo, chùa Phật giáo đều đã bị Cộng sản phá hủy hết. Phân nửa cơ sở, đại quý Hồng giao tôi trùng tu nhà thờ và chuẩn quý Thắng trùng tu chùa. Vật liệu do trại cung cấp, nhân công thì lính và dân cùng làm. Trong vòng nửa năm, hai công trình hoàn tất, trại
trại mời được ông sư về trụ trì và hàng tuần đón linh mục ở Phú Phong vào làm lễ. Đến tháng 9 năm 1969, Bộ Tổng Tham mưu ra lệnh cải tuyển dân sự chiến đấu trại Vĩnh Thạnh thành địa phương quân và toán A-120 lực lượng đặc biệt chuyển về C-3, đóng tại Biên Hòa. Tôi hướng dẫn toán để Đại Quý Hùng đi nhận nhiệm vụ khác. Tại Biên Hòa tôi trình diện chỉ huy trưởng C-3 là Đại tá Nguyễn Thành Chuẩn. Ông cho lệnh theo ngay đoàn xe đưa toán về Tây Ninh trình diện B-16. Chỉ huy trưởng B-16 là Thiếu tá Lê Tất Biên. Ông đón tiếp chúng tôi thật nồng hậu. Ngày hôm sau, toán A-120 được nghỉ phép 7 ngày. Khi hết phép, tôi nhận lệnh đưa toán về trại Bến Sỏi thay thế toán A-138 đi đơn vị khác. Trưởng toán A-138 là Thiếu tá Nam, ở lại chỉ huy toán A-120. Tôi được C-3 đưa về coi căn cứ sát biên giới, đó là căn cứ Phước Tân. Tên trại tiếng Miên là Văn Bòn Bon. Căn cứ Phước Tân có một đại đội cộng và một trung đội trinh sát. Đây là căn cứ biệt lập cách trại Bến Sỏi 15 cây số. Tôi tự múa gậy vườn hoang. Trong dịp Tết, tôi cho phép lính bắn súng cá nhân và súng cối không sạc đón giao thừa. Sáng mồng 1, lính gác báo cáo có vật gì lạ, cách hàng rào khoảng 200 thước. Toán trinh sát đi vòng ra và phát giác xác hai Việt Cộng và hai AK. Bọn đặc công Việt Cộng bò vào khi bị dính đạn súng cối. Chúng tưởng đã bị phát giác nên bỏ chạy, để lại hai xác và hai súng. Thế là thay vì bị phạt vì cho lính bắn tùm lum, tôi lại nhận được một huy chương đồng. Lợi dụng đơn vị đang hăng, 20 ngày sau, nhân lúc không có trăng, tôi và trung đội trinh sát bò theo đường mòn vượt biên giới tới chùa Bột Bột. Đây là vùng hậu cần của Việt Cộng. Khi tới mục tiêu đã gần 2 giờ sáng, cả trung đội đồng loạt hô xung phong bằng tiếng Miên và dùng lựu đạn ném tứ tung làm nhiều tên Việt Cộng chết tại chỗ. Trong trận này có 3 tên Việt Cộng chạy ra cùng hướng rút với chúng tôi, nên chúng tôi bắt sống và lôi về phần đất Việt Nam. Khi chúng tôi rút lui, lính Miên từ đồng biên phòng dùng thượng liên bắn chúng tôi. Các quân nhân từ căn cứ dùng cối 81 ly do C-3 cho mượn, bắn ào ạt vào đồng biên phòng, nên lính Miên ngừng bắn bỏ đồng chạy vào làng. Chúng tôi rút về căn cứ an toàn. Gần 8 giờ sáng, hỏi cung ba Việt Cộng chúng tôi mới hay đó là những cán bộ cao cấp Việt Cộng mới đi họp ở miền Bắc về. Trong đó có nữ thiếu tướng Thu Hà, đại tá Huỳnh Cự và một đại tá nữa tôi không nhớ tên. Tôi hỏi tình hình quân sự, bọn họ trả lời chỉ có cấp tá trở lên, biết chứ không cho cấp quý tin tức. Vì mệt mỏi trong sống chết cả đêm nên tôi có nặng tay nặng chân với họ, vì thế mặt mũi họ nhìn không giống ai. Đến trưa, đại tá Chuẩn đi trực thăng đến đón họ về Biên Hòa và đưa vào gặp Trung tướng Đỗ Cao Trí. Bọn ba Việt Cộng này thật lật lọng, nói rằng đi chiêu hồi mà bị đánh như thế này. Tôi mang tội bắn vào đồng biên phòng của Miên, bị Miên kiện lên Bộ Tổng Tham mưu. Vì thế tư lệnh quân đoàn chỉ thị cho đại tá Chuẩn phạt tôi bị 15 ngày trọng cấm. Đại tá Chuẩn thương tình chuyển tôi từ trại Phước Tân về lại trại Bí. Trại này do địa phương quân nhận được 2 tháng. Thì trại bị Việt Cộng đánh chiếm. Lực lượng đặc biệt lên chiếm lại, mở đường cho cuộc hành quân đánh sang Campuchia, vì trại Bí nằm giữa trại Trảng Sập và trại Thiện Ngôn. Cuối năm 1970, toàn bộ lực lượng đặc biệt bị giải tán. Các dân sự chiến đấu tại các trại biên phòng đều được cải tuyển qua biệt động quân hoặc địa phương quân. Duy nhất chỉ có tiểu đoàn 91 hành quân Delta, được chuyển thành liên đoàn 81 Việt Cách Dù, và đơn vị tổng trừ bị này là được phép mang phù hiệu lực lượng đặc biệt và được đội nón bê rê màu xanh của lực lượng đặc biệt. Ghi chú của tác giả. Từ ngày thành lập, các trại biên phòng do các dân sự chiến đấu đảm nhiệm, không có phù hiệu, không có số quân, mãi đến năm 1969, mới có phù hiệu, nền xanh có hình nửa con cọp màu vàng và các
đơn vị may phọt thì có thêm chiếc dù màu trắng. Tôi đã tự vẽ phù hiệu này từ năm 1968. Tôi có đọc một bài viết theo đó, thiếu tá Tôn Thất Thuận về chỉ huy may phọt từ năm 1965 đến năm 1971 mới qua việc động quân. Năm 1967 tôi về C2, được bổ nhiệm qua toán A 164 may phọt mới thành lập, và đây là đơn vị đầu tiên hành quân song hành với Mỹ. Trưởng toán A 164 đầu tiên là Trung úy Đinh Long Ẩn. Khoảng 2 tháng sau, Trung úy Ẩn bàn giao đơn vị cho thiếu tá Âu, và 2 tháng sau nữa, vào tháng 5 năm 67, thiếu tá Tôn Thất Thuận về coi A 164. Khi tôi thuyên chuyển về Biên Hòa thì nhận được tin thiếu tá Thuận tử trận cuối năm 69 khi bay trực thăng chỉ huy hành quân. Có một bài viết cho rằng binh chủng lực lượng đặc biệt được thành lập năm 68. Tôi ra trường sĩ quan trường bị Thủ Đức năm 66, cầm sự vụ lệnh về trình diện Bộ Tư lệnh Lực lượng đặc biệt ở Nha Trang. Đầu năm 67 ra trình diện C2 ở Pleiku, thì các trại Pleimer, Đức Cơ, Đắc Tô và nhiều trại khác đã được thành lập từ trước đó. Như thế cho rằng lực lượng đặc biệt thành lập vào năm 68 là không đúng. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả. Cảm ơn bà con cô bác đã lắng nghe.